Ở đây mình sẽ giải thích về CBS, Character per second, số ký tự trên 1 giây. Mình thường để giới hạn nó với 17. Vậy thì CBL là gì? CBL là số ký tự trên 1 hàng, gọi là line. Thì thường mình sẽ để 50. Theo mức tiêu chuẩn thì trên 50 là nó sẽ tràn viền. Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MMT Gonji Test của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn về CBS, CBL và cách nói câu thoại. Link YouTube playlist các video ngắn của mình là tinyurl.com/mmtgtshort. Và đây mình sẽ giải thích về CBS, character per second, số ký tự trên 1 giây. Mình thường để giới hạn nó dưới 17. Vậy thì CBS là gì? Bây giờ ví dụ nha. Ở đây bên Agisub hoặc là Subtitle Edit đều có cái bên Subtitle Edit ấy, thì là Character per Second. Còn bên Agisub là CBS. Vậy thì CBS ở đây, ví dụ ở đây từ 0 giây đến 0.5 giây có 20 ký tự, có 10 ký tự. 10 ký tự chia cho 0.5 sẽ là 20. Cũng 10 ký tự đó mà ở 10 giây đến 11 giây là chỉ có 1 giây thôi, thì là 10 ký tự 1 giây. Ở 5 giây thì 10 chia 2. Ở đây nè, 2 nè. 2 giây là 10 chia 2 là 5, còn ở đây 10 chia 5 là 2. Như vậy thì số ký tự 1 giây là số ký tự hiển thị trong 1 giây. Đối với mình sẽ lấy video của một bạn đã gửi cho mình. Thì ở đây có những đoạn mà 20.73 ký tự trong 1 giây, còn gọi là CBS. Như từ đây đến đây thì đọc thì vẫn kịp đúng không? Mà từ ở đây thì sẽ không có đọc kịp được. Mình thử nè, để xíu mình thêm cái waveform vào. Đó đó, rất là nhanh. Nó lướt qua một cái nhẹ luôn, 0.8 giây mà tới. Như đây là 21 ký tự, 21 chia. Tóm lại là nó khá là cao. Rồi ở dưới này nè, ở đây thì đọc kịp nè. Đọc kịp nhưng mà ở cái dòng sau sẽ đọc không kịp. Ở đây lên tới 39 luôn. Rồi, đó là ví dụ đơn giản về CBS. Vậy thì CBL là gì? CBL là số ký tự trên một hàng, gọi là line. Thì thường mình sẽ để 50. Theo mức tiêu chuẩn thì trên 50 là nó sẽ tràn viền. Đợi chút. Video player. Mình sẽ để Times New Roman. Để 점수가 이건 thường họ để chế độ là cỡ chữ 20. Đây, thấy không? Ở đây single line length là character per second. Nó tới 62. Làm sao để mà khắc phục được cái vấn đề này? Ở đây mình enter một cái. Enter một cái nè, nó còn 3329. Điểm của tôi bây giờ là từng này phải rồi xuống hàng tôi phải vào được trường này, đúng không? Rồi, tiếp tục là ở đây. Để làm được điều đó, hôm nay các bạn phải làm để tích được hết kế hoạch đã đặt ra. Ở đây mình không có sửa lỗi chính tả, em cái lỗi câu cú lủng củng. Mình chỉ sửa về cái CBL thôi. Thì hôm nay các bạn xuống hàng một cái. Single line length. Như vậy là cái này nó hết đỏ nè, hết là ok nè, thấy không? Mình phục hồi lại cái nó đỏ. Thì
Trước hết là hai cái đó là CBL và CBS. Đây. Tiếp theo là sorry, mình nhầm file. Cách cắt nối câu thoại. Cắt nối câu thoại mình sẽ dùng cắt nối câu thoại. Control Shift R để cắt. Và Control Shift K để nối lại với nhau. Để mình thử nối. Control Shift K. Nó nối lại nè. Ngày mai ngày kia nè, rồi phải nè. Đó. Bây giờ Control Shift R để tắt. Ví dụ mình chạy video. À, các bạn để ý nha. Chọn cái play đâu rồi. Double click thì sẽ go to video position and play. Nè, bấm đúp chuột vào nó chạy nè. 보나마나 1년이 그냥 망한다고. 다시 재수하거나 다시 삼수하거나 해야 된다. 아니면 군대를 가거나 아니면 결혼을 하거나. 그밖에 없다고. 어차피. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu là phần control phần cắt nha. Nè, từ bỏ. Đúp chuột vào. 1년은 망치는. 포기하면. À, thường thì những câu nào mà dài thì mình sẽ cắt. 다음은 없어. 니네가 다음. Ở đây mình sẽ hướng dẫn về cách chỉnh tham luôn. Chỉnh tham. Bấm đúp chuột vào đây. Đúp chuột vào. Thì ở trên này nè. Trên này có 13 à. Mình phải sẽ giảm nó đi. Giảm nó đi. Còn ở dưới này mình sẽ giảm cái star tham. Đừng để nó trùng nha. Trùng nó sẽ hiển thị ra cái hai cái màu đỏ, đỏ cam nè. Rồi mình cho cái này nè. Cái duration đi tới một chút. Nó sẽ đụng cái dưới này đúng không? Dưới này mình tới một chút. Đó. Nếu như mà phần chỗ này bị đỏ cam á thì sẽ giảm cái duration là cái end time lại, còn không thôi. Giờ đọc thử nè. 복습 다음 해야지. 다음은 없어. 니네가 다음 어디 있어? 다음 몇 년인데? 한 달 뒤에 아니면 2주 뒤에 다 없어 그딴 거. 다음 어디 있어? 그 과정을 시간은 갈수록 없습니다. 그냥 rồi. 이걸 보잖아요. 아, 네. Về cắt nối câu thoại thì nếu từ bỏ thì năm sau cũng không đủ được. Đúng không? Enter. Đây. Nhìn thấy gọn hơn phải không? Giờ mình phục hồi lại coi sao nè. Nó sẽ gọi là tràn viền. Rồi. Lại nè, năm sau ban đầu nó vậy nè, rồi sau đó nó sẽ như vậy, nó đỡ hơn. Thì mình sẽ tìm chỗ nào mà CBS á nó cao quá mình sẽ tắt cho nè. Nè, thí dụ ở đây quan điểm của tôi duy nhất chỉ có thế này, thì mình sẽ chạy video từ từ nha. Giờ mình F5. À, F5 để chạy riêng từng câu thoại nha. F5 và Control F5 để dừng nè. Còn không thì chỉnh trên đây cũng được. Thí dụ mình đang tới cái khúc này đúng không? Mình có thể Control Shift R để tắt. Bấm trên đây nữa rồi của tôi duy nhất nè. Bấm ở đây nhớ là con chó chuột ở ngay đúng vị trí nha. Là Control Shift R nè. Tôi duy nhất chỉ có thế này. Input phải nhiều thì mới có output. Thì hai cái này mình sẽ merge lại. Để xíu. Nó vẫn rất khá là cao nè. Đứt chuột ở đây. Input 많아야지 output 생겨. Chỗ này nó bị lệch nè. Bản này thì tham giữa các câu nó sát nhau quá. Mình sẽ dùng tool và
apply minimum gaps. Bây giờ nè, mình tắt cho mình chỉnh lại cái này một chút. Cái này trên này có mùi CPS à, mình canh theo cái này mình cứ điều chỉnh lại. Chỗ này nè. Nó dư quá nhiều luôn á. Giờ ta chạy. Đọc thử từ đây đến đây. Mình sẽ chuột chuột cái hai này nè. Chuột cái hai dòng này và F5 để chạy từng vòng tự động chạy. Thì mình chỉnh lại. Nếu như vậy thì hai cái này mình ghép với nhau luôn. Khỏi cần cắt làm gì. Control Shift Control Shift K đúng không? Đây nè, Control Shift K để nối lại với nhau nè. Control Shift K. Đã duy nhất mà chỉ có thế này là thấy hơi ngộ ngộ à. CBS của cả hai dòng sau khi merge nhau đã khá là ổn phải không? Đọc sẽ rất chân chu. Đấy, chỉ luôn tâm tiếp tục push mà này sẽ output sinh ra. Đây, cái này nó bị CBS cao nè, mình cho cái duration nó lên một chút. Nè, dùng phím mũi tên nha, phím mũi tên. Đó. Sau đó mình dời dùng phím qua start time dời mũi tên xuống một cái. Nó đụng phía trước phải không? Phía trước thì mình lùi. Mấy cái này nó liên đới với nhau rồi. Đấy, tìm cái nào ngắn thì mình thu lại. Cái này nè, cái này ở trên nó thì bị dính cái dưới nè, cái end time nó dính dưới thì mình chọn cái dưới, sau đó mình tới một chút. Tóm lại mấy cái này nó bị dính với nhau luôn rồi đó, khá là nghiêm trọng. Vậy thì phải làm sao? Mình sẽ thu nhỏ này lại một chút, cho từ đây xuống đây, cần cho mình ship chọn hết nha, mình selected lines, adjust duration for selected lines. Recalculate nè, maximum 17 đi. Nhìn bên này nè, cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cái này chỉ có nước dịch lại hết thôi, chứ không có còn cách nào để cho nó sửa lỗi nữa. Lỗi CBSML của khá nghiêm trọng rồi đó. Giờ mình cắt lại lần nữa nha, cắt lại lần nữa trước khi hết video nha. Này đi, chọn này nha. Hôm nay nè, tới chỗ hôm nay đúng không? Mình cắt thử nha. Chọn, nhớ con chỗ chuột ở đây. Control Shift Error. Đó. Để gộp lại Control Shift K. Nội dung hôm nay chính như đó thôi. Video khá là dài rồi. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.